Nàng kia nàng tên gì, từ đâu đến, tại sao nàng thưa đại nhân, con không phải là người ngỗ nàng, con đã quyết chí quyền sinh. Trời ơi! Để chồng con khỏi dương bận trẻ đuôi mù, chồng nàng hiện giờ đâu, họ tên là gì, chồng con tên Hồng Trần, ai gia đình ly tan gì quả thai, cho nên con tên tên này thân thuộc chẳng có ai. Trời ơi, con mẹ thấy cảnh lông đông chàng lặng lặng, thấy còn nhục gì con, cho nên con quyết tự chồng để khỏi dương bận trẻ đeo vàng. Hồng Trần ai tên tên nghe quá lạ, Hồng Trần ai có phải là Hồng Quỳ? Giả Hồng Quỳ đã chết lâu rồi, con làm vợ của Trần. Trời ơi! Kiểu này mới